Đấy, lúc này tên trộm đang đi đến, các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy rõ chưa? Đội mũ trắng, áo sơ mi xanh, chính là tôi. Ui! Nguy hiểm thế nhỉ? Em ơi! Em ngồi gọn gọn vào cho anh lùi cái xe ra cái. Ngồi đây. Anh cho em xin đừng lùi cái xe. Cái xe à? Vâng. Bảo sao lại ngồi đây? Hóa ra là trong xe. Ừ. Nhá. Dạ đây. Ngồi gọn gọn vào ngồi đây mà lần sau mà lùi vào là không chịu trách nhiệm rồi đấy. Đấy, nguy hiểm chưa này. Còn này mà không có cam lùi thì vớ vẩn là mình chẹt bẹp cái ông này luôn. Nguy hiểm thật. Đấy, chính vì thế mà các bạn biết không, một con xe ô tô mà không có camera lùi nó nguy hiểm đến mức độ như thế nào, nhỡ may là trẻ con hay là gì đấy, nguy hiểm vô cùng. Đấy, cho nên là bất kể chiếc xe ô tô nào ngoài cái cảm biến lùi ra thì hãy nên ít nhất là có camera lùi để an toàn hơn. Ngoài việc camera lùi ra thì cái việc tối tân hơn nó là cái cam 360 như của tôi đây. Đấy, thì nó sẽ tuyệt vời hơn rất là nhiều. Nhưng mà cam 360 hiện nay ngoài thị trường ấy thì nó cũng chỉ nhìn được như thế này thôi. Toàn cảnh ở phía trên rồi đằng trước đằng sau thôi. Nhưng camera 360 trên chiếc xe của tôi ngày hôm nay nó sẽ khác thôi. Nhân tiện hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu luôn cho các bạn cái chiếc camera này là camera DCT. Đảm bảo an toàn tuyệt đối luôn. Tại sao tôi lại nói như vậy? Và nó ưu việt nhất trên thị trường hiện nay đó chính là nó có quá nhiều tính năng hoàn toàn khác biệt. Ví dụ như này nhé. Bạn muốn nhìn phía sau, bạn chạm về phía sau như thế này. Bạn muốn nhìn phía trước, chạm đằng trước sẽ nhìn ở phía đằng trước. Bạn muốn nhìn ở ngay bên phía lốp phía đằng trước. Đây, bánh trước ở đây. Bạn nhìn nhá, đấy tôi đánh lái này. Đó. Bánh nó quay để làm gì? Để ví dụ mình cần lùi sát vỉa hè hay lùi sát một cái mép cống chẳng hạn thì mình có thể nhìn thấy từng mm một. Cũng tiện. Cũng chưa hết nữa. Bánh trước đã nhìn thấy rồi, nhìn được cả bánh sau luôn này. Nhìn được chi tiết bánh sau nó đang đặt bánh vào đâu luôn. Thì khi mình lùi hay mình tiến nó cũng đều rất là tiện lợi. Đó, cũng chưa hết tiếp. Muốn lùi mà nhìn cả hai bánh hai bên đằng sau, tôi sẽ ấn vào cái cửa sổ, cửa kính đằng sau. Đó, nhìn thấy cả hai bánh sau cùng một lúc luôn. Đồng thời nhìn hai bánh trước cùng một lúc, bạn sẽ ấn vào cái kính chắn gió phía trước. Wow, tóm lại là rất rất tiện. Đó, bây giờ như thế nó sẽ an toàn hơn rất nhiều. Nhưng mà cũng chưa hết đâu. Nó còn cái này này. Tôi sẽ về lại cái cam bình thường. Đó chính là nếu như bạn ra khỏi xe, bạn đóng cửa, tắt máy, cái camera hành trình này nó sẽ vẫn ghi. Ô, để làm gì? Để vẫn đảm bảo an toàn cho xe. Bạn cất xe rồi đi qua đêm, sáng mai dậy lấy xe thì nó vẫn ghi chú hết toàn bộ. Trong trường hợp nếu như có những cái vật di chuyển cách xe của bạn 50 cm thì lập tức nó sẽ ghi lại ngay. Và nó sẽ đánh dấu đỏ cái file đấy để làm gì? Để bạn biết được là có cái vật di chuyển xung quanh xe. Rất có thể đấy là một tên ăn trộm bẻ gương. Rất có thể đấy là một người nào đó va vào xe bạn, khiến xe của bạn bị móp, bị méo, bị xước sơn. Thì cái camera này nó sẽ ghi lại ngay, để các bạn biết được là ai là người vặt gương của các bạn, ai là người đã làm xe của bạn bị móp méo, để bạn bảo vệ bản thân xe của bạn. Thậm chí là một cái bằng chứng để lưu lại cho bảo hiểm, phải không ạ? Đấy là một cái điều tôi nghĩ cũng rất hay. Bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài, tắt máy, khóa xe. Và sau đó tôi sẽ thử đóng vai là một tên trộm, hoặc một người nào đó đi mình va chạm vào xe, xem cái camera này nó sẽ lưu lại như thế nào. Được không? Bây giờ tôi tắt máy. Rồi, đi ra ngoài. Rồi, bây giờ mình sẽ là một tên trộm. Mình nhìn thấy cái xe này ngon quá, mình cứ đầu nhìn trước nhìn sau. Không có ai, mình ra mình vặt gương. Vặt các kiểu người. Vặt gương. Đó, vặt gương xong, cất vào túi xong. Đó, xong một tình huống. Bây giờ mình lại là một cái gì đó mà người đang đi trên đường mà lại say rượu chẳng hạn, ra phá xe, phá, đập phá suốt chiếc các kiểu. Đấy, đấy, phá hoại xe. Này, đấy.
mà buổi đêm 10 hôm thì ai nhận ra mình đúng không? Đó, sau đó mình làm xong, mình ăn cắp gương xong, mình phá xe xong, bắt đầu mình quay đi. Thế thôi, không ai biết mình là ai cả. Đấy, hết phim. Bằng. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ vào xe để nổ. Đang không biết là ai vặt gương và ai lấy mất phá xe cái thứ gì của mình. Mình xem lại này. Xem lại, xem video. Đây. 10:48, tôi sẽ vào cái file này. Đây, bạn nhìn thấy tôi đây, 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 đây. Cái này là lúc nãy tôi đang set up, đang ghi lại. Đấy, bây giờ tôi sẽ mở các góc lên này. Lát nữa các bạn sẽ thấy tôi đến. Đấy, lúc này tên trộm đang đi đến, các bạn nhìn thấy không? Nhìn thấy rõ chưa? Đội mũ trắng, áo sơ mi xanh, chính là tôi. Đấy. Cái tốc độ nó sẽ hơi chậm một chút vì lúc này đã tắt máy, khóa xe. Đấy, bây giờ tôi sẽ xem ở bên này, xem tên trộm làm gì nhá. Đây, nhìn thấy rõ chưa? Đó, nhìn thấy ở đây luôn. Đó, đang bước tới. Đó, bẻ gương này, cho tay vào bẻ gương này. Đấy, rõ ràng chưa? Đấy, nhìn thấy chưa? Đó. Đấy. Đấy, bẻ gương này, nhìn thấy cả mặt này. Đấy. Nhìn thấy cả mặt luôn nhá. Thấy chưa? Nguy hiểm chưa? Đấy. Nếu như không có cái cam này thì làm sao mà mình biết là ai bẻ gương của mình, hay là ai làm cái điều gì xe mình đây. Sau khi bẻ gương xong thì tên này còn phá xe của mình này. Nhìn nhá. Đấy, đang đi đằng sau. Mình sẽ bật cam ở phía sau lên. Đấy, úi dồi, đấy, nhảy vào. Đấy, lên gối xe rồi đập phá này. Đấy. Đấy, nó còn đạp vào xe mình này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rõ ràng là việc có cái camera 360 này kết hợp với cái tính năng là ghi hình lại, bảo vệ bản thân, bảo vệ chiếc xe của mình. Đây chính là cái mà chúng ta nên cần để bảo vệ an toàn, phải không ạ? Và cũng chính cái cam 360 này, nó cũng là một cái hệ thống camera hành trình khi mà bạn di chuyển. Tại sao tôi lại nói như vậy? Nó sẽ ưu việt hơn cái camera hành trình thông thường của các bạn rất nhiều. Bình thường cái camera hành trình nó sẽ chỉ ghi lại xe của bạn tiến, thì nó sẽ lưu lại cái góc phía trước đây là góc như thế này. Nhưng cái camera này nó lưu lại hết, lưu lại tất tần tật. Camera đằng trước, camera đằng sau, camera hai bánh phía sau, camera hai bánh phía trước, camera bên hông, bên trái, bên phải, xung quanh camera, toàn cảnh 360 luôn. Có nghĩa là xung quanh xe nó sẽ lưu lại hết tất cả những hình ảnh. Chẳng may mà mình va chạm với xe phía trước, nó cũng lưu. Chẳng may mà xe đằng sau đâm vào đuôi xe của mình, nó cũng lưu. Chẳng may mà hai xe ở hai bên tông vào bên hông của mình, nó cũng lưu lại hết. Quá tuyệt vời, chưa một cái hệ thống nào làm được cái điều này ngoài cam DCT ở thời điểm hiện tại. Thực sự là rất thông minh và đáng nể. Ngoài cái việc bảo vệ an toàn như cái trường hợp vừa rồi, là có một cậu trông xe đấy, cậu ấy ngồi ngay đuôi xe của tôi. Và cậu ngồi rất thấp, mình bình thường mình đi ra mình không nhìn thấy được. Nhỡ may mà không có cam ấy, mình lùi một phát, mình đè chẹt vào cậu ta thì sao? Nguy hiểm vô cùng. Ngoài ra thì cái cam này nó cũng có một số những cái tiện ích nữa. Ví dụ như là cái hệ thống lưu trữ thì nó không lưu bằng những cái USB hay là gì cả, mà nó lưu bằng cái ổ SSD, ổ nhớ thể rắn. Tốc độ nhanh hơn, lưu trữ tốt hơn và làm mát hơn. Đấy, nó cũng rất là tiện. Và cái ổ nhớ này thì lên đến 32GB. 32GB lưu tẹt ga luôn. Và nó sẽ ghi đè, có nghĩa là cứ hết file thì nó sẽ quay vòng tròn, nó không bao giờ là nó dừng lại cả. Và đặc biệt là với những cái file mà quan trọng, ví dụ như là mình dừng xe, mình tắt máy, thì nó sẽ ghi với cái tốc độ chậm hơn để đảm bảo là tiết kiệm pin và tiết kiệm dung lượng. Nhưng khi mà có người va chạm, có nghĩa là xe của bạn rung lắc, thì nó sẽ nhận ra ngay là trường hợp này là trường hợp đặc biệt, nó sẽ ghi tử tế và lúc đó cái file nó sẽ khóa lại với cái màu đỏ. Đây, cái màu đỏ nó ở đây. Đây, màu vàng là nó sẽ hiển thị khi mà bạn dừng xe tắt máy, còn màu đỏ là khi mà xảy ra va chạm thì nó sẽ hiện ngay và nó sẽ khóa lại. Nó khóa hoàn toàn lại, lúc này không thể ghi đè được nữa. Cái file đấy sẽ rất an toàn. Và bạn cũng có thể khóa bằng tay. Đấy, đấy là một cái điều mà tôi nghĩ
rất thú vị trên cái hệ thống cam 360 DCT này. Và đặc biệt nữa là nó rất là nét. Phần cứng mà nó sử dụng là cái mắt cam của Sony 225. Thì Sony thì các bạn biết rồi, nét nhất ngành, thậm chí có thể nói là bền nhất ngành. Sony của Nhật mà, không cần phải bàn. Thì minh chứng là các bạn nhìn thấy màn hình, các bạn sẽ thấy đây là một hệ thống cam 360 rất rất nét. Và không chỉ có vậy, nó còn nét về ban đêm nữa. Buổi đêm, buổi tối là cái mà thử thách nhất về độ nét, về độ nhiễu. Thì cái này khi mà sử dụng ban đêm, đó các bạn có thể xem lại cái file của chúng tôi về ban đêm, nó rất là nét về ban đêm luôn. Thì đây là cái chế độ mà quan sát khi mà xe đã khóa và tắt máy. Camera sẽ chuyển về cái chế độ chậm hơn để tiết kiệm acu và tiết kiệm bộ nhớ. Nhiều người sẽ phân vân là liệu cái camera này nó sẽ ăn hết acu của mình hay không. Thì không, cái này nó có cái bảo vệ hai lớp cho acu, để khi mà acu nếu như nó có bị cạn thì nó cũng sẽ đủ để khởi động lại xe, để bạn có thể tái nạp lại acu như bình thường. Đây là cái tính năng thông minh của cái cam 360 này. Thêm một tính năng nữa cũng nhẹ nhàng thú vị, đó chính là cái camera này thì có thể ra lệnh giọng nói được. Ví dụ tôi ấn ở đây, mở cho anh camera trước. Ta-da, đã mở. Và bây giờ làm gì? Tôi sẽ thử tiếp. Mở cho anh camera sau. Đó, camera sau luôn. Thử tiếp. Mở cho anh camera bên trái. Đó. Mở cho anh camera phía trước, em ơi. Hiển thị luôn. Tính năng ra lệnh giọng nói cho camera này cũng là một cái tiện ích. Ví dụ bạn đang lái xe như thế này thì bạn chỉ cần gọi thôi chứ không cần thiết phải bấm này. Cũng khá tiện, đúng không ạ? Rồi, ngoài ra thì cái xe này nó còn một cái tính năng hỗ trợ, đó là chúng ta lùi chuồng hay lùi điểm đỗ. Lùi điểm đỗ đây, tôi đang tìm thấy một điểm đỗ mà nhiều người sẽ loay hoay là không biết làm thế nào để lùi cho nó ngon nghề. Thế bây giờ như thế này. Rồi, mình sẽ xin nhan. Mình sẽ xin nhan là nó bản thân nó đã hiện cái bánh xe ở bên phải rồi, mình đã lùi dễ hơn rồi. Về vào số lùi. Đó. Đây các bạn, mình sẽ bỏ xin nhan ra để mình nhìn cái vạch xanh này. Đó, ở cam 360 nó sẽ có vạch xanh này để làm gì? Khi bạn đánh lái, bạn bắt đầu đánh lái vào, khi nào cái vạch xanh này nó chạm vào cái vỉa hè. Đấy, cái khu vực này chính là cái điểm bạn đặt bánh. Đây, ví dụ bạn muốn đặt cái bánh của bạn vào đúng cái vị trí này thì bạn chỉ lùi đến đây thôi, và lúc này bạn bắt đầu đánh lái trả về. Đấy, bạn đánh lái trả về. Đó, thì cái bánh xe của bạn nó sẽ rơi vào đúng cái điểm đấy, thẳng hàng luôn. Đó, bạn nhìn thấy chưa, vuông vắn nhẹ nhàng gọn gàng, nhìn được cả những cái vạch này, lùi sát bao nhiêu này. Đấy, ví dụ như thế này đến điểm đỏ thôi là an toàn này, mình sẽ tiến về phía trước. Đấy, một nhát là ăn ngay, một nhát ăn ngay, không cần đến nhát thứ hai luôn. Ừ, là đơn giản. Còn một tính năng nữa cũng rất hay, đó chính là khi mà đi tốc độ chậm thì camera sẽ tự động bật lên. Đặc biệt là khi mà bạn phải đi vào những cái ngõ hẹp như thế này, hai bên chật khít luôn. Nó sẽ vào. Các bạn nhìn thấy chưa? Phía trước là hai cái thành tường. Mà nếu như mà chúng ta không có cam ấy, chúng ta không dám đi. Bây giờ tôi sẽ bật hiển thị góc đặt bánh lái ở hai bên. Bây giờ tôi đặt hơi lệch đi này. Tôi sẽ phải đánh lái sang bên phải một chút. Đó. Bây giờ tôi sẽ đi vào đây. Các bạn nhìn thấy chưa? Nhìn đằng trước chưa? Hẹp ơi là hẹp chưa? Trời ơi. Đấy, bây giờ mình phải bò qua đây. Đây. Từng tí một này, từng ly từng tí một nhá. Đấy, thấy không? Nếu không có cái cam này để chúng ta nhìn thì làm sao mà chúng ta nhìn thấy? Đấy. Cam 360 nó phải chuẩn chỉnh như thế này này. Đó, hay là chúng ta lùi cũng thế. Bây giờ cái lỗ nó bé tí thế mà lùi vào. Rồi, tôi sẽ ấn hai cái bánh phía sau đây. Đây là hai bánh sau. Đấy, bây giờ tôi lùi. Mình sẽ nhìn được là hai bánh sau nó sẽ lùi vào đâu. Nó có đâm vào cái gì không? Nó sẽ quệt vào tường hay không? Đó, lùi được luôn. Đó, mình chẳng cần phải nhìn gì cả, mình chỉ cần nhìn màn hình thôi. Là xong. Đấy. Đơn giản chưa? Trời ơi,
nó an toàn hơn rất là nhiều, an toàn hơn rất là nhiều luôn. Đấy, vui thoải mái luôn. Đó, xong. Ngoài ra thì cái cam 360 DCT này còn có một vài những cái tính năng cũng rất là thú vị. Ngay bây giờ tôi sẽ đi trên đường để chúng ta cùng trải nghiệm thêm. Một tiện ích nho nhỏ nữa ở trên cái cam 360 DCT này, đó chính là cái dòng chữ ở đây bạn hoàn toàn có thể thay đổi được. Ví dụ như bạn đi xe Honda Civic thì có thể viết chữ Honda Civic vào đây, hay đi Toyota gì đấy thì các bạn viết tùy cái logo tên xe của bạn là bạn chọn. Thậm chí là cái hình hiển thị xe ở đây, đó, bạn muốn xe của bạn thì nó sẽ hiển thị hình đúng cái hình xe của bạn ra đây. Thêm một tính năng cũng khá hay nữa, đó là khi bạn di chuyển trên đường cao tốc với tốc độ cao thì cái camera này nó sẽ hỗ trợ là giữ làn đường. Đấy, đúng làn đường thì nó sẽ màu xanh, nhưng bạn đi lệch sang nhá, nó sẽ cảnh báo tinh tinh ngay. Đấy là bạn lệch làn này, nó sẽ tinh tinh ngay. Đấy, bạn thấy chưa, đang đi này, lệch làn này, đó 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 đó, đó. Khi nào đi đúng làn nó sẽ hiển thị màu xanh. Đó, cũng khá là thú vị. Camera 360 DCT sử dụng cảm biến mắt cam Sony 225 cho hình ảnh đẹp và chân thực nhất trên thị trường. Hình ảnh ban đêm sắc nét với giao diện thông minh và các tính năng ưu việt như hiển thị quan sát toàn cảnh 360 độ quanh xe, tự động bật camera khi lùi, rẽ và chuyển làn, hỗ trợ đỗ xe và cảnh báo va chạm, cảnh báo chệch làn đường, ghi hình 24/24 ngay cả khi xe tắt máy với bộ nhớ SSD 32GB. Hiện cam 360 DCT được phân phối với 3 phiên bản T1, T2 và T3 với giá bán tương ứng là 10.800.000 đồng, 15.800.000 đồng và 18.800.000 đồng.